Minh Hằng tiết lộ chồng đại gia hơn 10 tuổi, có 2 vợ. Sắc tốt sau khi sinh quý tử thành trọng điểm. Trở thành bà mẹ hot nhất showbiz Việt năm 2023, cuộc sống bỉm sữa của Minh Hằng được nhiều người chú ý. Gia nhập họ bỉm sữa được hơn 4 tháng, cuộc sống của diễn viên Minh Hằng được nhiều người quan tâm. So với thời điểm bầu bì, nữ diễn viên ít cập nhật hoạt động hơn. Chào đời vào tháng 8 vừa qua, quý tử nhà Minh Hằng được bố mẹ đặt tên thân mật là bé Mở. Thế nhưng, số lần nữ diễn viên khoe con trai đếm trên đầu ngón tay. Mới đây trên trang cá nhân, Minh Hằng gây sự chú ý khi đăng tải video bận rộn với vai trò mẹ bỉm sữa. Cô tự tay lắp ráp khu vực tự chơi cho con. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vừa phải duy trì lịch làm việc. Kèm theo lời bài viết, Minh Hằng dí dỏm nói, ông xã mình có 2 vợ, chồng em có 2 vợ, một là bé Mở, hai là Minh Hằng. Chia sẻ hài hước của nữ diễn viên gọi giấc mơ về khiến người xem không khỏi bật cười. Trước đó nhiều lần, Minh Hằng bày tỏ sự cảm thán đối với danh xưng mới là mẹ Mở. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 36, cô không tránh khỏi cảm xúc bỡ ngỡ, cần thời gian thích nghi. Bên cạnh đó, sắc tóc sau khi 4 tháng sinh con đầu lòng của Minh Hằng trở thành tâm điểm gây chú ý. Có thể thấy, thân hình của nữ diễn viên vẫn chưa về dáng, còn tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh trông thấy. Trong bức ảnh đăng cùng ngày, Minh Hằng khoe thân hình nồng bóng với đôi gò bồng đảo càng đẹp. Nhan sắc của nữ diễn viên được khen ngợi tươi tắn, ngày càng mặn mà, chuẩn gái thật con. Được biết, Minh Hằng vẫn tích cực giảm cân sau sinh. Vòng bụng của cô đã giảm số đo đáng kể. Thời gian qua, cô cân bằng giữa việc nuôi con và duy trì công việc, xuất hiện tại nhiều sự kiện của showbiz Việt. Minh Hằng chia sẻ, bầu bì thì năng động, miệng thì năng suất. Tuy vẫn dư vài kg thịt chưa về lại dáng cũ, nhưng cũng được xinh tươi rối ngày, được đi làm trở lại. Mong rằng không chỉ mẹ Mở mà tất cả các mẹ bỉm đều có thể trở nên tự tin, xinh đẹp và tuyệt vời hơn. Làm mẹ là một hành trình đẹp đẽ như dáng vẻ của chính chúng ta, nên chúng ta hãy yêu thương và nâng niu chăm sóc cả hai điều đó nhé. Hành trình mang thai đón con đầu lòng của Minh Hằng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nữ diễn viên cho biết, ban đầu cô thấy choáng ngợp, đôi lúc thấy quá tải với vai trò mới, khi thường xuyên thiếu ngủ và phải học thêm nhiều điều mới. Dù được chồng và gia đình hai bên hết lòng hỗ trợ, nhưng cô không tránh khỏi cảm giác hoang mang vì có ít thời gian dành cho bản thân của mình. Thế nhưng chỉ cần nhìn gương mặt khi Mở say giấc, cô nói mọi mệt mỏi đều tan biến. Thời gian qua, Minh Hằng nhận được nhiều lời khen về cách chăm sóc cô dạy con cái. Cô rất đầu tư khi ở độ tuổi này đã sắm cho con một loạt sách đồ chơi thông minh, cho bé tiếp xúc với sách truyện từ nhỏ là cách giúp con làm quen thêm yêu sách vở. Theo đó, bé Mở được nữ diễn viên luyện ăn ngủ chơi theo quốc giờ, không nuông chiều mà đưa con vào nề nếp kỷ luật. Nhờ vậy mà nhóc Tì được mẹ khen rất ngoan, có thể tự chơi, tự ngủ, tự chiêu trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần có mẹ ở bên. Bên cạnh đó, diện mạo của tử nhà Minh Hằng khiến dinh bình suy xoa vì đáng yêu. Bé Mở gây ấn tượng với sống mũi thẳng, gương mặt bầu bĩnh, hai má bánh bao phúng phính. Được biết, thời điểm mới chào đời, bé Mở nặng khoảng 3,1 kg. Giờ đây, nhóc Tì trông cứng cáp hơn hẳn. Hơn một năm kết hôn, tổ ấm của Minh Hằng và chồng đại gia càng thêm viên mãn khi có thành viên mới.